Khi bắt đầu bước sang tuổi 30 thì các chị em thường phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nội tiết tố nữ. Điều này gây ra nhiều trở ngại về mặt sinh lý và sức khỏe cho nhiều chị em. Hiện nay trên thị trường đang bán rất nhiều sản phẩm liên quan nhằm giúp bổ sung nội tiết tố cho phái đẹp. MaXO Điều Kinh là sản phẩm đang rất hot và được các chị em săn lùng khắp nơi. Vậy thực sự MaXO Điều Kinh có tốt không? Ghế bao nhiêu? Mua ở đâu chất lượng? Cùng 1 phút 30 giây tham khảo ngay bài viết bên dưới để hiểu thêm về sản phẩm nhé. Review hồi xuân câu câu có công dụng tốt không? Đánh giá Mycoda Thái Lan có hiệu quả không? MaXO Se Khít vùng kín tốt không? Những hậu quả của việc thiếu hụt nội tiết tố nữ đem lại cho phái đẹp và giải pháp. Tóm tắt, một những hậu quả của việc thiếu hụt nội tiết tố nữ đem lại cho phái đẹp và giải pháp. Hai bí quyết giúp cải thiện nội tiết tố nữ, điều kinh cho nhiều chị em với thực phẩm chức năng MaXO. 3. Các thành phần chính có trong thực phẩm chức năng MaXO và công dụng của nó. 4. Những đối tượng nào nên dùng MaXO điều kinh. 5. Mua thực phẩm chức năng MaXO điều kinh giá bao nhiêu. Mua ở đâu. 6. Feedback của người sử dụng MaXO. Tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ thường gặp ở các chị em trong độ tuổi ngoài 30 và để lại những ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số hậu quả thường gặp khi bị thiếu hụt nội tiết tố nữ. Tóc khô sơ, điểm bạc, tăng cân không kiểm soát, da khô, sạm, nám, tàn nhang, chảy xệ, đau đầu, khó ngủ, bốc hỏa, trí nhớ giảm sút, nguy cơ tăng cholesterol máu, tăng huyết áp, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, giảm ham muốn. Giải pháp mà các bạn cần thực hiện để cải thiện tình trạng thiếu hụt nội tiết tố. Giảm căng thẳng, rèn luyện cơ thể hàng ngày, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh và hoa quả, bổ sung dưỡng chất, bù đắp thiếu hụt nội tiết tố nữ nhờ thuốc bổ. Bí quyết giúp cải thiện nội tiết tố nữ, điều kinh cho nhiều chị em với thực phẩm chức năng MaXO, đam mê với nền y học cổ truyền Nhật Bản. Bất ngờ và choáng ngợp trước sự đa dạng và hoang sơ của ngành nam dược Việt Nam cùng với lòng mến yêu cuộc sống con người nơi núi rừng vùng cao Y Tý, Lào Cai và Quản Bạ, Hà Giang. Ông Tech Achi, chuyên gia từ Nhật Bản và các chuyên gia tại công ty đầu tư Akina Đông Á đã nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Magico. Thực phẩm chức năng MaXO điều kinh được làm từ các dược liệu quý từ thiên nhiên có công dụng giúp bổ máu, điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh. Các thành phần chính có trong thực phẩm chức năng MaXO và công dụng của nó. MaXO điều kinh sở hữu công thức đặc biệt cùng các dược liệu quý có công dụng đặc trị với các vấn đề về nội tiết tố cũng như kinh nguyệt. Dưới đây là chi tiết thành phần và công dụng riêng biệt có nó để bạn tham khảo. Cao đương quy, bổ khí huyết, hoạt huyết, điều kinh, thông kinh, điều hòa nội tiết tố nữ, mạnh gân cốt, tiêu sưng, nhuận tràng được ứng dụng lâm sàng hiệu quả trong điều trị các chứng đau bụng kinh. Kinh nguyệt không đều, cao thục địa, vị thảo dược quý giúp bổ thận, dưỡng âm, bồi bổ khí huyết, hoạt huyết. Điều kinh, trị các chứng đau đầu, chóng mặt, táo bón hỗ trợ điều trị các chứng cao huyết áp, cholesterol máu, cao bạch thực, tác dụng nhuận gan. Giảm đau, dưỡng huyết, liềm âm, lợi tiểu dùng trong các chứng đau bụng, thông kinh, hoạt huyết, phụ nữ bế kinh, đau nhức đầu, chân tay, lưng ngực, đau bụng, tả lỵ, tiểu tiện khó, mồ hôi trộm, cao xuyên khung, có vị cay, hơi ngọt, tính ấm có tác dụng bổ khí huyết. Nhuận táo, chỉ tả lỵ, khai uất dùng trong trường hợp rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ, bế kinh, đau bụng kinh, sinh khó. Đau bụng sau sinh, đau đầu, đau nhức chân tay, vai gáy, mụn nhọt. Cao hắc đậu, có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết giải độc. Khứ phong lợi thủy, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ trì hãn, dưỡng can. Mật ong, bổ dưỡng tỳ vị, giúp kích thích tiêu hóa. Làm hết khát, tăng cường sinh lực, dưỡng huyết, làm mát phế. Những đối tượng nào nên dùng MaXO điều kinh? Thực phẩm chức năng MaXO được nghiên cứu dành cho những chị em đang gặp phải vấn đề về nội tiết tố, đặc biệt là những đối tượng sau. Phụ nữ kinh nguyệt không đều, phụ nữ đau bụng kinh, phụ nữ cần bồi bổ sức khỏe, hướng dẫn cách dùng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Dùng uống sau bữa ăn 30 phút, ngày 2 lần, mỗi lần 3, 4 viên.
bảo quản hộp chưa mở nắp ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trực tiếp. Hộp đã mở dùng xong đậy kín, để nơi khô ráo, nhiệt độ thích hợp 5-25°C. Nhiều chị em đã tìm thấy được diệu kỳ và tin tưởng sử dụng Ma Xo Điều Kinh như một vị cứu tinh tuyệt vời của mình mỗi khi gặp rắc rối về vấn đề kinh nguyệt làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu bạn cũng gặp phải tình trạng này thì hãy thử sử dụng ngay sản phẩm để trải nghiệm công dụng hữu ích mà nó mang lại nhé. Lưu ý, trên thị trường có hàng giả lưu hành, vì vậy để chắc chắn chúng tôi khuyên bạn nên mua tại website chính thức, tránh mua phải hàng giả kém chất lượng.